khi mà các bạn xem cái video này của tôi á, các bạn đừng có chơi liều như tôi nha, đừng có chơi dại như tôi nha, không thôi là... Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trở lại với kênh vlog của mình là Phú đây. Thì hôm nay có một cái vấn đề nhỏ nhỏ mình muốn chia sẻ các bạn. Các bạn nghe gì không? Ồn không? Ở ngoài đang mưa to lắm à, cho nên là nó hơi ồn, các bạn thông cảm nha. Rồi, thì đây là cái laptop của tôi. Đấy, cái laptop rất là quen thuộc mà tôi hay xài đấy. Tôi hay làm video cho các bạn coi à, các bạn thấy không? Cái laptop quỷ bóc của tôi nè à. Thì cái laptop này á, hiện tại là tôi đang xài 8GB. 8GB bởi vì cái máy này hồi lúc mà tôi mới mua đó là nó chạy có 2GB mà. Thấy chán không? Chạy có 2GB mà à, cái máy này lúc mà mua từ nhà sản xuất luôn á là nó chạy có 2GB mà. Xong rồi tôi về tôi mới nâng lên thành 4GB. Nâng thành 4GB. Tại hồi đó thì RAM nó cũng khá là mắc, cho nên tôi nâng lên thành 4GB thôi. Với lại cái hồi đó xài Windows 7, cho nên là RAM 4GB là đủ rồi, không cần phải nhiều. Và về sau này tôi chạy lên tới Windows 10 luôn. Và tôi có coi thông tin từ nhà sản xuất đó, thì tôi thấy là hãng Dell người ta có hỗ trợ là nâng RAM lên tới 8GB. Maximum RAM là 8GB. Và nó chỉ chạy hết cỡ được nhiêu đó thôi. Thì bây giờ tôi đang xài cái Windows 10 và tôi cảm thấy là 8GB nó vẫn chưa có đủ cho tôi đó. Mặc dù là cái máy nó khá là quỷ bóp luôn, nhưng mà tôi thấy là 8GB nó chưa có đủ cho tôi. Cho nên là tôi mới tìm hiểu kỹ thông tin từ một nhà sản xuất khác to hơn, bự hơn đó, đó là hãng Intel, là hãng sản xuất ra cái con CPU đó. Thì tôi có coi thông tin của con CPU đang chạy trên cái máy này của tôi, thì tôi thấy là hãng Intel người ta hỗ trợ cho cái con CPU này ấy, là RAM maximum của nó là được 16GB à, được 16GB. Thì tôi đã mon men tôi đã mon men tôi với chơi quả liều luôn à, tôi chơi quả liều luôn, tôi với bỏ ra, tôi bỏ tiền ra, tôi đi mua hai cây 8GB à, là 16GB RAM. Tôi chơi quả liều mà, tôi về tôi mới gắn thử coi. Tôi nói thử gắn thử coi xem có được hay không à, liều ăn nhiều, được thì chơi, không được thì ráng chịu. À, cho nên là khi mà các bạn xem cái video này của tôi á, các bạn đừng có chơi liều như tôi nha, đừng có chơi dại như tôi nha, không thôi là lỡ bị làm sao là chết á, phiền lắm. À, tuyệt đối nha, tuyệt đối các bạn không được thử như tôi nha. Đấy à, tôi mới mua 8GB về, ấy 16GB chứ, 2 cây RAM mỗi cây 8GB là 16GB về. Tôi mới gắn vào thử cái máy này để test thử. Thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu là tôi gắn đây à, tại vì tôi không có nhiều thời gian, cho nên là tôi làm ở chỗ nào là tôi quay video lại tôi cho các bạn xem luôn, chứ tôi không có test thử cái gì hết á à, tôi làm và tôi quay luôn. Ok, bây giờ cái máy này của tôi đang là 8GB này. Đó, bây giờ tôi sẽ tiến hành là tôi tắt máy đi. À quên, không có tắt. Tôi cho các bạn xem trước đã nha. Tôi cho các bạn xem trước là RAM hiện tại của nó đang là 8GB nha. Sau đó tôi sẽ tiến hành là tôi tắt máy đi và tôi thử gắn RAM vào, thử xem là nó có nhận hay không. Đó, thử nghịch dại một lần coi xem sao. Bởi vì các bạn biết không? Nếu như mà cái máy mà nó không hỗ trợ cái phần cứng đó mà bạn cố tình bạn gắn vào á, có thể sẽ làm hư hỏng những cái phần cứng khác. À, đôi khi á, thì bình thường nó sẽ nó chỉ là không nhận thôi mà cái hệ thống vẫn bình thường, nhưng mà có một số cái trường hợp nó xảy ra, đó là khi mà cái máy đó nó không hỗ trợ nhưng mà bạn cố tình bạn gắn vào, nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là bị xung đột, nhất là điện áp ở trong nó bị lung tung đó, thì nó có thể ảnh hưởng đến những cái linh kiện khác, cho nên tuyệt đối các bạn không nên làm theo tôi nha. Rồi ok, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nghịch dại. Rồi đây là cái máy tính của tôi này các bạn, cái máy Dell ha. Thì bây giờ tôi sẽ mở máy lên để cho các bạn coi cái mức RAM hiện tại nha. Để tôi cắm dây nguồn vô đã. Mở máy lên.
Rồi, tôi mở máy rồi tôi ấn F2 này, tôi vô BIOS cho các bạn coi nha. Đây, vô BIOS rồi các bạn. Bạn chờ xíu nha, cho các bạn coi nè. Phóng lớn lên cho các bạn coi nha. À, đây là cái BIOS máy của tôi. Bây giờ tôi vào cái phần là System Information này. Bấm vào cho bạn coi. Thì bạn coi này, bây giờ cái RAM ở đây của tôi nó đang là 8 GB ha. Tổng dung lượng RAM. À, Memory Install này 8 GB này. Đó. Tôi đang cắm hai cây. Tại cái máy này có hai khe thôi, đang cắm hai cây. Mỗi cây 4 GB. Thì nó đang tổng của nó đang là 8 GB. Đó, đang chạy chế độ là dual nè, chạy cân đôi ha. Rồi, bây giờ tôi sẽ tắt máy đi và tôi sẽ thử gắn hai cây RAM mỗi cây 8 GB vào. Xem nó có lên được 16 GB không nha. Bởi vì theo nhà sản xuất á, thì cái máy này nó chỉ hỗ trợ là có 8 GB RAM thôi. Nha, có 8 GB RAM thôi. Nhưng mà tôi đã coi được cái thông tin từ Intel thì cái con CPU ở trên cái máy này nè. Nó hỗ trợ lên tới RAM tới 16 GB, cho nên bây giờ tôi sẽ test thử cho các bạn coi nha. Ok, giờ tôi sẽ tắt máy đi nha. Ok, bây giờ tôi sẽ mở cái máy ra và tôi thay RAM và thử cho các bạn coi nha. Ở ngoài trời bây giờ đang mưa lớn lắm cho nên hơi ồn, các bạn thông cảm nha. Đây các bạn coi nè, ở đây tôi đang có hai thanh RAM, mỗi một cây là 8 GB. À, đâu rồi, cho các bạn coi nha để cho nó chính xác. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. À, mỗi một cây là 8 GB đó. Ở đây nó không ghi ta. Rồi, ok, nó không ghi thôi. Đây nè, tôi cứ để vậy đi. Giờ tôi thay vào, lát tôi mở máy lên là biết liền nè. Ha. Rồi, tôi để qua một bên đi. Thì trước khi mà mở máy ra thì tôi sẽ giữ nước nguồn một lúc cho nó xả điện đây. Rồi, mở máy ra nha. Đây. Đó, bây giờ tôi sẽ tiến hành là tôi gỡ RAM ra nha. Phóng lớn cho các bạn coi nè. À, bây giờ tôi sẽ gỡ hai cái RAM này ra. Đây cho các bạn coi nè. RAM này nó có dung lượng là 4 GB. 4 GB ha, RAM DDR3 4 GB. Này hai cây. Mỗi cây 4 GB là thành 8 GB. Đó, giờ tôi bỏ hai cái này ra. Rồi, tôi sẽ tống hai cây 8 GB này vào, mỗi cây 8 GB nha. Mỗi cây 8 GB thì tống hai cây này vô xem nó có lên được 16 GB hay không nha. Đó. Rồi, các bạn chờ xíu tôi sẽ gắn vô đây. Rồi, ok, gắn xong rồi. Bây giờ tôi sẽ tiến hành là tôi cầm máy và test thử cho các bạn coi nha. Rồi, bây giờ cái máy tôi đã gắn RAM xong rồi. Giờ tôi sẽ cắm cái điện vào và tôi mở máy test thử cho các bạn coi nha. Rồi, tôi mở cái máy lên đã. Đây, các bạn coi nha. Đây, các bạn chờ xíu. Đây cái máy của tôi đây, mở máy lên nha. Rồi ấn F2 vô BIOS nè. Đó, nó lên, máy nó lên là chúng ta đã có thể đoán được là nó nhận rồi ha.
Đây, mở thử to ra cho các bạn coi nha. Đây. Rồi tôi bấm vào cái dòng System Information này, bấm vô. Đó, các bạn nhìn nè, cái dòng nè 16GB nè, thấy không? Đó, 16GB nè, đang chạy chế độ kinh đôi luôn nè. Đó, hai cây đúng không? Có cái 8GB nè. Đó. Đó, vậy là ok, ngon lành ha. Đấy. Thì mặc dù là nhà sản xuất Dell người ta chỉ nói là hỗ trợ cái máy này 8GB thôi, nhưng mà sau khi đã xem thông tin của CPU thì tôi thấy nó có hỗ trợ lên tới 16GB. Và tôi gắn thử thì kết quả thật là bất ngờ. Vậy là cái máy này có thể nâng lên được 16GB RAM. Vậy là từ nay trở đi tôi sẽ xài 16GB RAM này để tăng sức mạnh cho cái máy. Ok. Hello, xin chào các bạn. Thì vừa rồi tôi vừa mới cho các bạn xem một cái pha nghịch vô cùng dại của tôi ha. Nó nghịch dại đó. Và cái kết quả thật là ngoài mong đợi. Đấy, bây giờ tôi đã có một cái con quái thú cùi bắp. Quái thú cùi bắp để tôi sử dụng. Thì tôi xin được nhắc lại, đó là các bạn tuyệt đối không được làm như tôi nhé. Tuyệt đối không được nghịch dại như tôi. Không thôi là nếu các bạn bị nghịch dại như tôi mà các bạn mà bị xảy ra chuyện gì á, lúc đó các bạn đừng có đổ thừa tôi nha. Rồi ok, thì rất là cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu như các bạn thấy cái video này hay thì các bạn nhấn vào nút like cũng như là nhấn nút đăng ký để ủng hộ cho tôi, để tôi có thêm động lực. Và hàng ngày tôi sẽ làm những cái video nghịch dại thế này để cho các bạn xem. Rồi ok, xin chào các bạn nha. Xin chào các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian để theo dõi video chia sẻ của mình. Nếu như các bạn thấy video này của mình hữu ích, các bạn đừng quên chia sẻ nó cho nhiều người khác cùng xem với nhé. Cũng như là nhấn nút đăng ký kênh và bật nút thông báo để nhận được những video chia sẻ mới nhất từ kênh của mình nhé. Dưới đây là những video hữu ích khác dành cho bạn. Các bạn nhấn vào các hình vuông phía dưới để xem video nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ và chúc các bạn thành công.